Hello Nim, lại là đi cơ đây. Nhân dịp hôm nay tôi đã đánh bắt thành công Radan Consort of Mikmela và là chùm cuối cùng của DLC Elden Ring Shadow of the Erdtree. Thì tôi sẽ lên một cái clip để mà hướng dẫn cho anh em cách build vượt qua con chùm này rất dễ dàng, bất cứ ai cũng có thể vượt qua được giống như tôi nha anh em. Đầu tiên thì anh em có yêu thích tôi và yêu thích clip thì nhớ tải like và đăng ký kênh cho tôi nhé. Cảm ơn mọi người. Ok, về phần trang bị, tôi sẽ trang bị trước tiên là Blood Vigilance và anh em cộng lên 25 cho tôi nha. Đây là vũ khí chính của anh em. Tiếp theo là anh em trang bị cho tôi một cái Earth Tree Shield. Đây là vũ khí chính của Mai Mít. Anh em cộng lên 10 luôn cho tôi. Và anh em cần thêm một cây gậy thường nữa, một cây gậy bình thường thôi, không cần cộng mà cũng không cần xịn sò lắm, để mà bất khiên cho anh em là chính. Anh em xếp theo đúng thứ tự giống như tôi nha: thương, Earth Tree Shield và tới gậy. Đó là phần vũ khí bên tay phải. Tiếp theo phần vũ khí bên tay trái thì anh em trang bị cho tôi một cái khiên Bloody Finger Stone Shield. Và anh em cộng cái khiên này lên 25 cho tôi. Lưu ý là cái khiên này anh em để bên tay trái. Rồi, tiếp theo là phần đồ mặc. Thì anh em trang bị những cái món đồ mặc nào mà có kháng đam holy thật là nhiều. Tại vì con boss này nó gây đam holy rất là mạnh và rất là nhiều và rất là diện, rất là đào rộng luôn. Cho nên anh em cứ mặc những cái món đồ mà nó cộng kháng đam holy nhiều là được. Còn phần talisman thì cũng như tôi đã nói, boss nó gây đam holy và nó gây đam phép. Cho nên đầu tiên anh em trang bị cho tôi một cái Highly Ray Talisman và cộng lên 2 nha. Cái này nó sẽ tăng kháng đam holy cho anh em. Tiếp theo là cái Pyrex Talisman cộng 2 luôn. Cái này nó sẽ tăng kháng những cái đam mà không phải là vật lý. Tiếp theo là cái Grey Steel Talisman để mà tăng cái khả năng đép của phòng thủ của cái khiên của anh em lên. Còn phần cuối cùng mà anh em có hai lựa chọn. Đầu tiên là Radagon Icon để mà giảm cái thời gian cast phép của anh em lại. Thứ hai là anh em có thể trang bị cho tôi con Ring Turtle Talisman. Còn nếu mà anh em có con rùa hai đầu trong bản DLC này á, thì anh em có thể mang lên để mà tăng cái tốc độ hồi phục stamina của anh em. Còn phần thuốc cắn thì hiện tại tôi đã test thử con này khoảng tầm 20 mấy lần và không lần nào tôi phải dùng bình mana cả, cho nên anh em đổi hết qua bình máu cho tôi. Hiện tại là tôi đã đổi qua là 14 bình máu. Tiếp theo là món Poison Stone Club. Thì món này để mà anh em ném vào con boss thì nó sẽ gây độc cho con boss và con boss sẽ bị rút máu từ từ. Cái này một là anh em có thể để Mai Mít ném hoặc là anh em tự ném cũng được. Nó rất là dễ trúng và nếu mà anh em giống như tôi á, anh em đi theo đường pháp sư ngay từ đầu á và anh em lười tẩy tủy á, thì em có thể lấy cái này để lấy thêm đam cho anh em nha. Nếu mà anh em có đủ đam chọc thì chọc spear rồi thì anh em không cần nữa. Rồi, tiếp theo là cái Raw Meat Dumpling. Cái máu này rất là đặc biệt, khi mà anh em ăn vô nó sẽ giúp cho anh em hồi 50% máu, bù lại anh em sẽ bị nhiễm độc. Nhưng nó chỉ có tác dụng với user, có nghĩa là Mai Mít của anh em không bị nhiễm độc. Cho nên anh em để món này cho Mai Mít ăn, anh em không ăn thì Mai Mít nó sẽ hồi được ngay lập tức 50% máu và nó không hề bị dính độc nha. Đây cũng có thể coi là một bí quyết giúp cho Mai Mít của anh em có thể bất tử. Nhưng mà con boss Radan này có một kỹ năng có thể là hung. Khi mà con Mikaela nó hung con Mai Mít anh em 2 lần thì cho dù là nó nhiều máu đến đâu nó cũng sẽ chết ngay lập tức nha. Tiếp theo anh em lấy cho tôi một cái Frenzy Flame Stone. Thì cái này khi mà anh em thả xuống á, nó sẽ tạo ra một cái vùng hồi máu, tuy là không lớn lắm nhưng mà một cái vùng hồi máu cũng hồi được từ từ được máu. Và kết hợp với cái Warming Stone, hai cái viên đá này cũng cùng một tác dụng nhưng mà một viên hồi ít một viên hồi nhiều thôi. Và nó sẽ ai bất kỳ ai hoặc là anh em hoặc là Mai Mít đứng gần nó cũng sẽ hồi máu nha. Anh em nhớ lưu ý là tháo con ngựa ra nha anh em, để cho đỡ phải mất công bấm tát nhiều lần, đỡ rối. Rồi tiếp theo phần Art of War. Thì đối với thương anh em chọn cái Art of War Lan cho tôi. Đối với affinity của cái Art of War này anh em chọn cái phần Blood cho tôi. Thì cái này khi mà anh em chọn sẽ có tỷ lệ là nó sẽ rút máu, nó sẽ gây chảy máu cho con boss. Nó sẽ rút rất là nhiều máu. Đối với khiên thì anh em cũng sẽ chọn cái Art of War của Fingering Stone Steel. Và anh em cũng chọn cái phần affinity là Blood cho tôi nha. Rồi, thế là hết rồi, chúng ta chỉ cần hai cái Art of War đó thôi nha. Rồi tiếp theo là Warren Smith. Thì đầu tiên anh em lấy cho tôi cái Opalai Hatia. Thì cái này nó sẽ tăng kháng tất cả mọi loại đam cho anh em. Cái thứ hai là anh em lấy Crimson Purple Tear. Thì cái này nó sẽ hồi phục HP khi mà anh em gần chết. Và anh em cũng không thể nào thiếu spell được nha. Thì spell anh em lấy giùm tôi theo thứ tự như sau. Đầu tiên là Golden Vow.
cái này nó sẽ tăng tấn công và phòng thủ cho bản thân và tất cả đồng minh ở trong cái vùng búp của nó. Tiếp theo là anh em lấy Black Flame Protection, cái này cũng sẽ tăng cái kháng đam vật lý, giúp cho anh em kháng được cái đam vật lý của con boss. Tiếp theo là cái Scholar Seal, thì cái này để búp cho cái khiên anh em lên màu xanh, nó sẽ tăng cái khả năng phòng thủ của cái khiên bên tay trái của anh em. Tiếp theo anh em lấy cho tôi cái Scarlet Aonia, cái này để cho con Nightmare nó dùng để mà rót con boss, nó sẽ là đam chính của anh em trong cái build set hiện tại của tôi. Rồi về cuối cùng anh em lấy cho tôi cái Earth Tree Heal, cái này để cho Nightmare nó hồi máu khi mà nó gần chết, và một phần nữa giúp cho nó bất tử phụ cho với cái Dumbling Mid kia. Rồi và phần cuối cùng là Ray Rui, thì tôi khuyến nghị anh em là nên mang Ray Rui của con Radan, nó sẽ tăng maximum HP và SP và stamina cho anh em. Và đối với những cái build set cũ tôi giới thiệu cho anh em á, thì tôi có một cái câu châm ngôn là mai mít còn người còn, mai mít mất người mất. Thì cái set build này thì stamina còn, stamina hết người chết. Ok, cho nên anh em phải chú ý cái lượng stamina hiện tại của anh em nha. Anh em sẽ phải kết hợp đép và đâm sao cho hợp lý, miễn sao là anh em giữ được cái lượng stamina của anh em tương đối ổn định để mà phòng thủ được đòn của boss nha. Rồi khâu chuẩn bị vào boss thì đầu tiên anh em sẽ ăn cho tôi những cái vật phẩm hỗ trợ như sau. Trước tiên là anh em đớp cho tôi một cái rune ạc trước này. Sau đó anh em sẽ đớp cho tôi thêm một cái stylite sát. Và cuối cùng anh em sẽ đớp cho tôi cái pickle turtleneck. Xong xuôi cả thì anh em sẽ tới giai đoạn búp. Đầu tiên anh em cầm cái seal búp cho tôi Golden Vow và Black Lamb Protection trước. Sau đó anh em sẽ chuyển qua cây gậy phép để mà búp Scholar Seal. Sau đó anh em lại phải chuyển về cái seal. Rồi anh em bắt đầu vào boss. Và vào boss anh em ngay lập tức gọi Nightmare ra nha. Thì lúc này anh em sẽ cho Nightmare nó cầm một cái khiên và một cái seal. Sau đó anh em chuyển sang vũ khí chính của mình là thương để mà mình bắt đầu phòng thủ và đâm boss. Anh em lưu ý nha, để ý thanh stamina. Khi mà thanh stamina hết ấy, thì anh em thả chuột phải ra. Rồi anh em chú ý lúc mà đâm ấy, thì lượng stamina của anh em còn đầy ổn định ấy, thì anh em đâm 3 lần. Còn nếu mà lượng anh em stamina của anh em ít ấy, thì anh em đâm từ 1 đến 2 lần thôi, để mà giữ stamina để mà còn đét được cái đòn liên tục của boss. Thì trong phase đầu tiên thì con boss sẽ không có chiêu gì đáng kể. Qua phase 2 thì em ngay lập tức uống cho tôi cái bình Water Species nha. Sau đó phase 2 nó sẽ có cái kill lan rộng này, anh em chỉ cần đét khiên là được. Tại vì kháng đam Holy của anh em rất cao.
này khi mà nó chuẩn bị cái động tác nhảy vào anh em thì anh em phải né lăn ngay lập tức nha. Cái kêu này là kêu hung của nó nha, anh em dính hai lần là cho dù bất kể máu của anh em như thế nào anh em cũng sẽ chết ngay lập tức. Và khi mà nó bay vút lên bầu trời á thì có giống như cái kêu mưa sao băng á, anh em nhìn coi nó sẽ bắn hướng nào, anh em quay người ra đét hướng nó nha. Đánh boss xong thì nếu mà anh em làm theo cái questline mà tôi đã giới thiệu về con Theorier với lại Anspect đó, thì anh em nhớ lượm xác của hai NPC này để lấy hết đồ của tụi nó nha. Chạm vào cái phần ký ức này. Cái này là ký ức là trong quá khứ nha anh em. Đây là sự việc xảy ra trong quá khứ. Gì vậy? Ôi anh trai Hoàng huynh, em sẽ trở thành thần. Em định trở thành thần đây. Nếu như mà anh tôn trọng lời thề của chính bản thân anh, của chúng ta, lời thề của chúng ta, hãy hứa với em anh sẽ trở thành phối ngẫu của em, chồng em nhé. Mẹ hứa người ta trở thành chồng mày xong rồi mày đi hung đứa khác, mày coi mày có mất dạy không hả con chó kia. Mày sẽ không bao giờ có được ta đâu. Em sẽ biến thế giới này thành một nơi thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Xong rồi, mình đã chính thức tiện con boss đi rồi. Và nếu như anh em có yêu thích Tiku và yêu thích video này thì nhớ đăng ký kênh và like cho Tiku nhé. Tiku chúc là anh em sẽ thành công qua được con boss cuối của cái bản DLC này nha. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye.